con gái Ngô Tôn cao trên 1,7 mét ở tuổi 13. Đời này thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, được dự đoán là mỹ nhân tương lai. Con gái Ngô Tôn từng tham gia show giải trí Bố ơi mình đi đâu thế. Ngày 4 tháng 6, Sohu đưa tin nam diễn viên Ngô Tôn chia sẻ hình ảnh gia đình anh đi du lịch Macau nhân dịp quốc tế thiếu nhi. Bọn trẻ lớn thật nhanh, cha mẹ cần quý trọng mỗi phút giây được ở bên các con, Ngô Tôn viết. Bên cạnh những lời ca ngợi gia đình hạnh phúc, khán giả còn cảm thán trước ngoại hình và chiều cao nổi bật của cô bé Nay Nay, Ngô Hân Di, con gái đầu của tài tử Ngô Tôn. Nay Nay năm nay 13 tuổi, được thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ với các đường nét nổi bật. Bên cạnh đó, chiều cao của Nay Nay cũng gây chú ý. Cô bé cao vượt mẹ và chỉ kém Ngô Tôn một chút. Nam diễn viên cao 1,82m, do đó, theo Sohu, Nay Nay cao trên 1,7m, có thể đạt chiều cao lên tới 1,77m. Sohu đánh giá vóc dáng của Nay Nay rất phù hợp để gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu. Gia đình Ngô Tôn cũng tạo điều kiện để con gái theo học các môn nghệ thuật. Bên cạnh đó, từ nhỏ, tên tuổi của Nay Nay đã được khán giả biết tới. Khi cùng bố tham gia hai show giải trí Ăn Khách là Siêu Nhân Trở Về và Bố ơi mình đi đâu thế. Bản chung, được yêu thích nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, tính cách vui vẻ, Nay Nay ngày càng có nhiều người hâm mộ. Thậm chí, khi show lên sóng, Nay Nay còn được quan tâm hơn Ngô Tôn. Từ đó đến nay, Ngô Hân Di cũng thường xuyên chụp ảnh tạp chí cùng bố và em trai. Ngô Tôn sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên. Thời trẻ, anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan. Nam nghệ sĩ là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Phi Luân Hải. Khi chuyển sang nghiệp diễn, anh cũng trở thành nam diễn viên được yêu thích bậc nhất. Khi cơn bão phim thần tượng Đài Loan càn quét khắp châu Á với những bộ phim như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Nhà Tôi, Lửa Bóng Rổ và Nàng Juliet Phương Đông. Năm 2013, khi bị lộ chuyện đã kết hôn và có con, sự nghiệp của Ngô Tôn lao đao. Vài năm trở lại đây, nam diễn viên tập trung hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Ngô Tôn đưa vợ, các con và cha ruột tham gia nhiều chương trình giải trí cùng mình. Lâm Lệ Oánh, vợ Ngô Tôn, sinh năm 1980. Cha cô từng là chuyên gia massage và dinh dưỡng hoàng tộc Brunei. Hai vợ chồng quen biết từ khi còn niên thiếu, đã có 26 năm ở bên nhau. Tại quê nhà, Ngô Tôn có khối tài sản khổng lồ nhờ việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh chuỗi trung tâm tập gym spa.